Chào các bác nha, hôm nay thì bên shop lại về một số mã mới tinh luôn để lên trân trọng phục vụ quý cô bác anh chị và các bạn. Lưu ý các bác là đã gọi điện thì không nhắn tin và đã nhắn tin không gọi điện nữa. Cũng lưu ý các bác luôn là cân nhắc trước khi mua hàng để tránh bom hàng của bên em có nhá. Đó, các bác cân nhắc kỹ trước khi mua hàng để tránh bom hàng. Tại vì là buôn bán cũng trả lời lãi được đáng bao nhiêu mà các bác cứ đặt hàng xong lại bom thì bên em khổ tâm lắm các bác. Đó, bên em rất là vất vả các bác nhá. Đó, cân nhắc trước khi mua hàng các bác nhá. Cảm thấy cái món hàng nào phù hợp với khả năng, nhu cầu cũng như là kinh tế thì các bác hãy mua, chứ đừng đặt cho vui các bác nhé, đừng đặt cho vui. Đấy, lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin và đã nhắn tin không gọi điện nữa để tránh việc shop em lên đơn nhiều lần. Đấy, bên em sẽ có nhân viên chốt hết cho các bác cứ yên tâm các bác nhé. Nhắc lại các bác là cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng nhé. Thứ hai là đồng kiểm cùng với ship giúp em. Các bác xem kênh thì đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, đã nhắn tin không gọi điện, lưu ý các bác nữa là đồng kiểm cùng với ship giúp cho em nhé. Đó, đồng kiểm cùng với ship tức là ship mang đến hàng, các bác nhận hàng kiểm tra cho em, không ưng thì cho về, ưng thì lấy, không ưng cho về. Đấy, thừa thiếu thế nào thì bên em còn biết lối giải quyết, chứ các bác cứ nhận hàng xong là không kiểm tra, đến lúc thừa thiếu thì nó khó cho bên em các bác nhé. Đấy, lưu ý các bác như vậy thôi để chúng ta sẽ bắt đầu vào việc luôn các bác nhé. Đó, thì sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là, các bác lên cho em là cái túi khoác vai các nhá. Túi khoác vai. Đó, túi khoác vai thì bên em về cái lô này giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có 100k bao ship các nhá. 100k bao ship một con túi khoác vai như này. Đó, một con túi khoác vai như này các nhá. Đấy. Hàng thì rất là nhỏ gọn, xinh xắn, có cả quai đeo như này các nhá. Nói chung là rất chất luôn. Đó, một con mã túi khoác vai như này. Bên shop đang gửi tới các bác một con túi khoác vai này là 100k. 100k bao ship các bác nhá. 100k bao ship con túi khoác vai như này rất chất lượng luôn các bác. Đó, đây. Em có hai màu, màu nâu và màu đen. Đấy, có hai màu, màu nâu và màu đen như này các nhá. Đấy, các bác lấy mã nào thì lấy này. Đấy, lấy mã nâu thì lấy mà lấy mã đen thì lấy, rất là ok luôn. Ở đây thì nó có một cái túi nhỏ bên ngoài này. Đấy, một túi nhỏ bên ngoài các bác này. Đó. Sau đó lại một cái túi phụ bé nữa này. Đấy. Và các bác mở ngăn ra này, nói chung là siêu nhiều túi luôn. Một cái ngăn để các bác bấm khuy và bỏ này. Bấm khuy và bỏ này. Đó, bấm khuy và bỏ này. Đó, các bác nhá, rất chất lượng luôn. Và một cái ngăn nữa này, một ngăn nữa đây. Đấy, một ngăn nữa để các bác bỏ này. Ngăn này là ngăn to này. Con này thì các bác bỏ những cái máy tính iPad các thứ là vừa luôn, bỏ con iPad là ok nhá. Đấy, bỏ iPad cũng ok luôn các nhá. Đấy. Nó vào là một ngăn này, hai ngăn này, đó, hai ngăn. Khóa kiếc cực kỳ là ngon luôn, khóa inox các nhá. Ba ngăn này. Đấy và bốn ngăn này. Bốn ngăn các bác nhá. Đó, bốn ngăn. Rất là chắc chắn luôn, rất là chắc chắn dày dặn các nhá. Quai đeo quai kiếc rất là ngon lành. Đó, đây, sản phẩm như này. Đấy, khuy chốt khi chiếc hàng cực kỳ là phong cách luôn. Đó. Mình để nó xẹp xuống thì nó như vậy thôi. Khi các bác bỏ đồ vào nó phồng lên nó rất là đẹp luôn các bác nhá. Phồng lên rất là đẹp luôn. Đấy, quai tùy chỉnh các bác này. Đây, quai tùy chỉnh đây. Đấy các bác nhá, quai tùy chỉnh ở đây các bác nhá. Đây, các bác có thể tùy chỉnh ở đây các bác nhá. Dài ngắn ở đây. Theo cái tùy chỉnh này. Đấy, nó rất là đơn giản. Đây các bác nhá. Đây em sẽ đeo thử cho bác xem luôn. Đấy, em sẽ đeo thử cho bác xem luôn các bác nhá. Đó, để các bác nắm được các bác nhá. Đây. Rồi chào các bác nhá. Em là Phạm Huấn đây các bác nhá. Đấy, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui, sức khỏe hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đó, đây các bác. Đây. Em đeo nó như này các bác, nó rất là chất lượng luôn. Ở đây thì các bác tặng được tặng kèm một cái dây như này. Về các bác có thể sử dụng là cắm USB hay như nào đấy tùy các bác nhá. Đấy nó tặng kèm các bác một cái dây như này. Đấy nó luồn một cái lỗ này này. Về các bác luồn một cái lỗ này cho em là xong này. Đó nói chung nó nôm na nó như vậy. Đây. Đấy rất là chất luôn các bác nhá. Nó đeo khoác vai như này. Đấy khoác lên vai như này các bác nhá. Đấy có lên cho em là túi khoác vai các bác nhá. Túi khoác vai. Đấy hàng rất chất lượng luôn các bác nhá. Rất chất lượng rất đẹp luôn. Đó, lên cho em là túi khoác vai. Còn túi khoác vai này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 100k các bác nhá. Đấy các bác lên cho em là túi khoác vai 100k bao ship các bác nhá. 100k bao ship, giá rẻ như cho luôn. Đấy, em về cái lô này giá rất tốt luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái món đây, gọi là lót giày các bác nhá. Lót giày than tre. Đây là sử dụng bằng cái dòng là than tre hoạt tính các bác nhá. Than tre hoạt tính, rất là tốt luôn các bác nhá. Đấy. Ở đây thì nó có cả mùi thơm các bác nhá, có mùi rất là thơm luôn. Một túi này của nó là một đôi nhá. Một túi này của nó là một đôi này. Đấy. Cỡ thì là cỡ phổ thông. Đấy, cỡ phổ thông các nhá, từ 38 đến 40 mấy đều đi ok. Đấy, ở đây thì nó có hương rất là thơm, chống hôi chân các nhá. Đấy, chống hôi chân. Đấy, các nhá, nó chống hôi chân rất là sạch sẽ luôn. Bằng vải đệm mút như này. Các bác có thể là sử dụng lâu thì mình có thể giặt thoải mái nhá, giặt thoải mái, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đúng là hàng của Nhật các bác này. Đấy, hàng của Nhật không thể chê vào đâu được các nhá. Rất là chất lượng luôn. Đó. Các bác lên cho em là lót giày các bác nhá, lót giày than tre. Đấy các bác lên cho em là lót giày là được rồi. Một vỉ này của nó là đi 40k. Bác nào lấy từ 3 vỉ trở lên thì bên em sẽ bao ship các nhá. 3 vỉ trở lên thì bên em sẽ bao ship. Đấy. 3 đôi như này, 3 đôi như này là 120 này. 3 đôi này là 120 thì bên em sẽ bao ship các nhá. Đó. Thì nói chung là nó cũng đều như nhau thôi các bác nhá. Đấy. Cái cỡ này thì nó không quan trọng lắm đâu tại vì mình bỏ trong giày nó đều vừa hết các bác nhá. Đó. Thì một đôi như này là 40.000, một đôi này là 40.000 các bác nhá. Đây, rất chất lượng luôn. Đó, rất chất lượng như này các bác nhá. Đó.
hàng siêu đẹp, siêu chất lượng luôn. Một đôi này là 40k. Đấy, bác nào lấy từ 3 đôi trở lên bên em sẽ bao ship. Của nó có mùi rất là thơm nhá, chống hôi chân. Đấy, bằng than tre ở trong là nó dệt bằng sợi và có than tre các nhá, rất là tốt luôn các bạn. Đó, có lên cho em là lót giày than tre chống hôi chân các nhá, 40k một đôi. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là tỉa lông mũi các bác nhá. Các bác em đã giúp cho em là tỉa lông mũi. Con tỉa lông mũi này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 50k thôi. Hàng của Nhật đây. Đấy, vẫn còn tem mác của Nhật đàng hoàng này, hàng mới tinh chưa qua sử dụng. Một bộ này khi các bác nhận được hàng thì bao gồm là một cái tỉa này và một cái chổi vệ sinh các nhá. Một cái tỉa và một cái chổi vệ sinh đây. Nó rất là tiện dụng như này các nhá. Đấy. Con này thì cơ chế hoạt động của nó cực kỳ đơn giản này. Các bác chỉ cần đưa vào như này. Đấy, đưa vào như này. Sau đó thì mình xoay như này các bác này. Đấy, mình xoay như này. Xoay như này các nhá. Mình xoay như này là cái lông nó sẽ bị đứt. Và ưu điểm của nó là đây, con này em đang xoay như này, nhưng mà nắm tay vào nhá. Tức là cái vành của nó là nó cắt nó chỉ mặt bên trong thôi, còn bên ngoài không ảnh hưởng gì. Các bác cứ đây cho như này, vẫn xoáy như này, vẫn cắt được. Đấy, không ảnh hưởng gì thì các bác nó không sợ bị đứt bên trong mũi nhá, rất tiện dụng luôn. Đó, một tặng kèm một cái chổi như này. Các bác lên cho em là tỉa mũi thôi nhá, 50k một cái bộ tỉa lông mũi này nhá. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô là nước hoa khô của Ấn Độ nhá, nước hoa khô của Ấn Độ. Đấy, con này thì bên em cũng gửi tới các bác cái giá là 100k và bao ship. Một hộp này của nó thì nó bao gồm là một đây, một vỉ như này các bác nhá. Đó, Indian các bác này, Median các bác này. Đó, hàng của Ấn Độ rất chất lượng luôn. Mã tem, mã vạch các thứ đàng hoàng các bác này, rất chất lượng luôn các bác nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Các bác lên cho em là nước hoa khô Ấn Độ các bác này. Đấy. Một hộp này của nó rất chất luôn, bao gồm là ba lọ ba mùi như này. Đó, Silver này, Headrat này, rồi Paris các bác này. Đó, Paris các bác này. Đấy, rất là chất lượng luôn. Đó. Thì đây. Đấy, ở đây thì hương của nó rất là thơm luôn các nhá. Các bác chỉ cần đẩy xuống như này này, đấy. Nó là vào dạng là như kiểu là sáp các nhá. Đấy, các bác chỉ cần bôi lên tay này, hoặc là bôi lên hai bên tai hoặc thái dương các nhá. Đó. Là nó sẽ lưu được hương thơm. Đấy, một bộ như này bao gồm là ba mùi khác nhau. Đấy, ba mùi khác nhau như này. Các bác lên mã giúp cho em là nước hoa khô. Con này các bác dùng để mà đi tán gái thì rất là ok luôn. Đó. Mã tem, mã vạch đàng hoàng, rất chất lượng luôn. Đấy, các bác lên cho em là nước hoa khô. Một hộp này của nó là 3 lọ. Bên shop đây, đây, 3 hộp như này. Đấy, một hộp là 3 hộp nhỏ này. Các bác tụt xuống như này xong. Đó, hàng cực chất, cực kỳ là phong cách luôn các bác nhá. Đó, mùi của nó thơm dịu nhẹ nhá. Thơm dịu nhẹ và lưu hương lâu các bác nhá. Đó, một hộp này. Đó, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 100k bao ship. Các bác lên cho em là nước hoa khô Ấn Độ. 100k bao ship các bác nhá. 100k bao ship. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop còn một ít cái sản phẩm đó là cái đây, đấy. Đó là cái mũi khoan các nhá. Mũi khoan đa năng thì bên em chỉ còn có cái loại là mũi 8 và mũi 10. Đấy là hai mũi phổ thông, mũi 8 và mũi 10. Bên em đang bán là 40.000 thì hôm nay bên em sẽ xả kho thanh lý cho các bác là 30k. Đấy, 30k các nhá. Đó. Em chỉ còn mũi 8 mũi 10 thôi. 30k một mũi các nhá. 30k một mũi này. Đó. Các bác lên cho em là mũi khoan đa năng 30k một mũi này. Đó, bên em có mũi 8 và mũi 10 các nhá. 30k một mũi này thôi. Đó, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy, có hai dòng, mũi 8 và mũi 10. Mũi 8 và mũi 10. Đó, bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 30k một mũi, 30k một mũi các bác nhá. Đó, 30k một mũi. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên em còn hai cái mỏ hàn xanh. Đấy, các bác lên đã giúp cho em là mỏ hàn xanh. Con mỏ hàn xanh này thì bên em đang bán với cái giá là 200k. 200k một con mỏ hàn xanh này các bác nhá, 200k. Hôm nay thì bên em sẽ xả kho thanh lý cho các bác với cái giá là 150k. Đấy, bao ship, nhưng mà với điều kiện là các bác phải chuyển khoản hết các nhá. 150k bao ship, chuyển khoản hết. Đấy, ở đây nó nhả thiếc tự động. Các bác sẽ được tặng kèm thêm một cuộn thiếc. Đấy, các bác về các bác lắp thiếc vào đây là nó nhả thiếc ra cái đầu này. Và cái đầu này được các bác hàn. Đấy. Các bác lên trên là mỏ hàn xanh các nhá. Mỏ hàn xanh 150k bao ship là các bác chuyển khoản hết. Em còn hai cái nữa thanh lý nốt các nhá. Thanh lý nốt mỏ hàn xanh các nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô là ống hút dung dịch các nhá. Ống hút dung dịch. Đấy, cái này thì về các bác hút rượu rồi hút chất lỏng các kiểu con này đều được luôn. Đó. Lô này thì bên shop về cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, cực kỳ là tốt. Thanh lý cho các bác với giá là 40k một cái thôi các nhá. 40k. Đấy, có lên cho em là ống hút dung dịch 40k một cái này. Các bác được tặng kèm thêm hai đai. Đấy, các bác bóp này nó sẽ ra này. Đấy, và cái phần ống này của nó thì nó vào khoảng là đi 1 mét. Đây, em sẽ có cái video cho các bác xem. Đây các bác nhá. Đó, các bác chỉ cần đặt vào bình này. Đó. Sau đó thì mình cứ thế là mình hút ra thôi. Nó rất là tiện như này các bác này. Đó, đây. Đấy, rất là tiện luôn. Đó, đấy, hút xăng này, hút rượu, hút nhớt, hút dung dịch này. Đấy. Các bác có thể là cho hai đầu bằng nhau hoặc là hai đầu lệch nhau, tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng của các bác, rất là tiện luôn. Đấy, thay nước bể cá các kiểu con đà điểu được luôn. Giá cực kỳ là tốt luôn, 40k các bác nhá, 40k. Đó, hút ra hút vào được hết các bác nhá.
Đó, hút ngược, hút xuôi, hút ra, hút vào, ok hết. Đấy, 40k thôi. Giá cực kỳ là tốt luôn các bác nhá. 40k. Đấy, các bác lên cho em là ống hút dung dịch các bác nhá. Đấy. Làm như này là đổ vỡ luôn, nhưng mà cái này thì cực kỳ là ngon luôn. Lên cho em là ống hút dung dịch các bác nhá. Đó, 40k. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là sạc móc khóa các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là sạc móc khóa các bác nhá. Đó, sạc móc khóa. Con này thì bao nhiêu nhỉ? Sạc móc khóa 130k bao ship các bác nhá, 130k bao ship. Các bác lên đã giúp cho em là sạc móc khóa nhá, sạc móc khóa ở đây. Nó con này thì nó chỉ dùng cho iPhone thôi. Đó. Các bác lên cho em là sạc móc khóa nhá. Con này chỉ dùng được cho iPhone thôi, lưu ý các bác vậy. Đấy, có lô thì em về màu trắng, có lô thì em về màu hồng, nói chung nó cũng về ngẫu nhiên thôi các bác, nhưng mà hàng rất là đẹp luôn như này. Đấy, khi các bác nhận được hàng, hàng trong hộp như này các bác nhá, rất chất lượng luôn. Đây. Đấy, các bác còn được tặng kèm thêm là một cái dây sạc này. Một cái dây sạc này để các bác cắm sạc này. Đấy, các bác cắm sạc này và một cái đầu móc khóa như này. Các bác cho cái đầu móc khóa này vào đây, cho đầu móc khóa này vào đây các nhá. Đây. Đây để em sẽ cho thử cho bác xem này. Đó, cho cái đầu móc khóa vào đây. Đấy, nôm na nó như này. Đấy, nó như này. Đó, thế là các bác dùng cho vào móc khóa ô tô nhá. Khi các bác sử dụng nhá, sử dụng điện thoại iPhone. Con này thì dung lượng của nó là 1500 các nhá. Đây. Đấy. 1500A con này, 1500A. Đó, nói chung là các bác sạc một con điện thoại iPhone cũng là ok. Đấy, hết pin là đẩy vào phát là xong. Đây các bác đẩy vào như này cho em. Đó, đây đang sạc này. 53%, ok chưa các bác nhá. Đó, ok luôn. Đây các bác nhá, cắm vào này. Đấy, cắm vào ok chưa? Đây pin nó báo đỏ này, sạc 53% các bác nhá. Đó, còn khi nào mà nó hết pin ấy thì nó sẽ không báo nhá. Đấy. Khi nó hết pin thì cái này nó sẽ đỏ này, còn xanh thì nó sẽ báo này. Các bác không dùng nên là các bác kéo nó vào. Dùng thì các bác ấn nó như này, sau đó cắm sạc vào cho em các nhá. Đó, báo luôn 53%, rất là ok luôn các bác nhá. Đó. Thì bên shop đang gửi tới các bác con sạc sạc không dây iPhone này. À các bác, sạc móc khóa iPhone này là giá của nó là 130.000. Đây các bác cắm ở đây như này cho em, cắm ở đây như này cho em. Đấy để sạc này. Nói chung là rất là tiện dụng rồi. Các bác dùng đeo vào chìa khóa ô tô. Đấy, hoặc là đeo vào cái móc khóa của mình. Đấy, hoặc là đeo vào móc khóa xe máy. Thế là khi các bác đi làm, đấy nó có vấn đề gì thì các bác cứ dùng. Đây, cắm như này rất là tiện nhá. Các bác cứ cắm như này cho em và đang cắm mình vẫn sử dụng được điện thoại bình thường này. Đấy, đang sạc nhá. Đang sạc này. Đấy, vẫn sử dụng điện thoại này. Đấy các bác thấy không? Nói chung là siêu tiện dụng luôn. Đấy, siêu tiện dụng luôn. 130.000 cho cái con sạc móc khóa nhá. Các bác lên cho em là sạc móc khóa 130k. Đấy. Hàng giá cực kỳ là tốt luôn. Lên đã cho em là sạc móc khóa 130k. Đó, 130k con sạc móc khóa này. Giá cực kỳ tốt luôn, sạc móc khóa 130k các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái thảm thảm bếp các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là thảm bếp. Con này thì chiều dài của nó là 1m2 và chiều rộng của nó là 40 các bác nhá. 42, 1m2 40 và con này là một con nửa như này là 1m60. Đấy, tổng như vậy là các bác được 1m8 thảm, 1m8 thảm như này. Đó. Thảm này là thảm siêu thấm của Nhật các bác nhá. Đó. Bên em có bán lẻ, lẻ con này là 100. Lẻ con này là 100 các bác nhá. Đấy, còn các bác lấy cả bộ như này là 200.000, 200.000 các bác nhá. Đấy. Thì nếu các bác lấy lẻ con này thì các bác lên cho em là thảm lau chân. Đấy, còn nếu lấy cả bộ như này thì các bác lên cho em là thảm bếp các bác nhá. Thảm bếp. Thảm bếp thì 200 này em bán cả bộ như này. Đấy, em bán cả bộ như này. Còn các bác lấy nguyên thảm lau chân thì bên em bán là 100.000 cái con này. Đấy, còn lấy cả bộ như này là 200. 200 các bác nhá. 200.000. Đó, rất là hợp lý luôn, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Cả bộ hai con như này. Đấy, hai con như này thì các bác giải vào gian bếp nhà mình rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em là thảm bếp các nhá, thảm bếp 200k. Thảm này là thảm của Nhật các nhá. Đấy, chất liệu ở bên mặt dưới của nó là cao su non và mặt trên của nó là rộng nỉ các nhá, rộng nỉ đấy các này. Đây. Đấy, nó là thuộc rộng sợi nỉ như này các này. Đấy. Thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay. Điện thoại ra ơi. Đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là bơm lùn của Nhật các nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là bơm lùn Nhật. Con bơm lùn này thì bên shop đang gửi tới các bác với giá là con bơm lùn này thì bên shop đang gửi tới các bác với giá là 150k con bơm lùn này các bác nhé. Các bác lên cho em là bơm lùn Nhật 150k. Hàng rất chất lượng luôn. Đây các bác này. Đó, rất chất lượng như này. Đấy. Điện thoại. Đây. Đấy, rất chất lượng luôn các bác nhá. Hàng mới tinh, chưa qua sử dụng, rất chất lượng luôn. Đó. Con này thì khi các bác sử dụng thì các bác ấn này cho em. Sau đó thì đẩy cái chân này xuống này. Đấy, cái chân này thì mình giẫm chân. Đây các bác nhá. Đấy, đây, em sẽ dặn thử cho các bác xem này. Đấy, con giẫm như này. Đấy, sau đó dặn này. Đấy. Rất là đẩy hơi luôn các bác nhá. Rất là đẩy hơi luôn. Các bác có thể dùng bằng chân hoặc bằng tay tùy theo nhu cầu của các bác. Đấy, dặn bằng chân được, dặn bằng tay được, nó rất là nhẹ. Đây, piston của nó rất là khỏe luôn. Dây dạ kết nối đàng hoàng và được tặng kèm thêm cả hai cái phần này nữa này. Con này rất là nhỏ gọn, các bác có thể bỏ vào cốp xe máy được. Đấy, bác nào hay đi đường dài
đấy mà cần một cái bơm đấy để chúng ta sử dụng ngay trực tiếp, đặc biệt là các bác đi đường dài đấy thì các bác chế cho em, mang cho em cái bơm này cộng với lại một số cái đồ nghề để thay tháo là các bác có thể đã vá xe dọc đường được rồi. Đấy, chúng ta dùng để đi du lịch, đi chơi, đi phượt. Đấy, bơm được cả xe máy, xe đạp ok hết các nhá. 150k. Các bác lên cho em là bơm lùn 150k. Đấy, bán 180 bao ship. Thanh lý luôn cho bác với giá là 150k con bơm lùn này. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là các bác lên cho em là cái này nó là cái miếng dán ngải cứu các nhá. Miếng dán ngải cứu. Đó, miếng dán ngải cứu. Con này thì chống đau đau nhức rồi. Đó, miếng dán ngải cứu này. Đó. Miếng dán ngải cứu hàng của Nhật coi nhá. Đó, ngải cứu. Con này thì chuyên chống đau nhức, đau mỏi vai gáy các kiểu luôn. Một vỉ này của nó là 12 miếng, giá là 30k coi nhá. 30k một vỉ 12 miếng như này. Đây. Một vỉ của nó là 12 miếng coi nhá. Một vỉ của nó là 12 miếng. Rất là ok luôn coi nhá. Đó đây. Một vỉ của nó là 12 miếng này. Đấy, đây. Cái độ dính của nó thì siêu dính cực kỳ là tốt luôn. Đấy coi nhá, 12 miếng như này, siêu dính luôn. Về các bác cứ bóc qua cho em. Đây. Các bác bóc ra các nhá. Đấy, bóc ra. Cái này nó độ dính của nó thì thôi rồi luôn, dính rất là mạnh luôn các nhá. Đấy, đây con này. Đấy. Em dính thử cho bác xem nhá. Đó, đây. Đấy, các bác cứ dính thoải mái luôn con này. Đây. Dính này. Đấy. Em dính như này nhá. Các bác có thể là dùng sang 2 ngày được. Đây con này, nó dính này. Lôi ra này các bác này. Đó. Cái này thì nó không nóng ngay đâu các bác, dùng khoảng 2 30 phút bắt đầu nó mới nóng ran lên luôn. Khi các bác dùng mà nếu nó nóng quá thì các bác không chịu được thì các bác bóc ra, chuyển cho em sang cái vị trí khác các nhá. Đấy, chứ bác để lâu là nóng quá là nó sẽ bị phồng da đấy các bác. Cái này nó siêu nóng luôn. Đấy, siêu nóng luôn, dùng rất là tốt các nhá. Dùng rất là tốt luôn. Đấy, các bác bị đau nhức, đau mỏi vai gáy, đau đốt sống lưng, đốt sống cổ, các bác dán vào cho em. Đấy, bắp tay, bắp chân. Nói chung là chỗ nào mình đau thì mình dán chỗ đó. Nói chung là rất tiện dụng như vậy. Các bác lên cho em là miếng dán ngải cứu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác với giá là 30.000. 30.000 một hộp này không nhá. Đó, 30.000 hộp. Bác nào lấy từ 5 hộp trở lên thì bên em sẽ bao ship. Đấy. Lên cho em là miếng dán ngải cứu 30k. Lấy từ 5 hộp trở lên bên em sẽ bao ship. Sản phẩm tiếp theo đó là bên em còn một lô cái máy cạo râu còn ít nữa. Đấy, bên em đang bán là 160.000. 160k một con này các bác nhá. Máy cạo râu này, hàng siêu chất luôn. Đây các bác nhá. Đó. Con này cạo rất là khỏe luôn. Máy của thương hiệu Zandu các bác nhá. Zandu. Đây, hàng made in Japan các bác này. Đó, made in Japan này. Đó, đây. Cạo râu cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy, các bác nghe cái tiếng râu nó đứt như này là các bác biết là rất là ngon rồi. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới tận tay các bác với cái giá là đi 150.000. Đấy, bán 160, thanh lý luôn cho bác, cái giá là 130k. 130k và bao ship các nhá. 130k bao ship. Các bác lên mã cho em là máy cạo râu. Ở đây thì nó có cả cái phần để cạo, các bác dùng để tăng đơ này. Đấy, tăng đơ râu dài thì các bác tăng đơ trước xong cạo sau. Cạo thì mình đẩy cái phần này lên. Đấy các nhá, rất là tiện dụng luôn. Các bác lên cho em là máy cạo râu. Đấy, máy cạo râu máy cạo râu này là 130.000 bao ship thôi nhá. 130.000 bao ship. Tiếp theo đó là em lên cho các bác cái sản phẩm. Đó là cái xiên dĩa các bác này. Đấy. Các bác lên đã cho em con này là xiên hoa quả các nhá. Đó, xiên hoa quả. Đây. Xiên hoa quả các nhá. Đó, xiên hoa quả. Con này thì xiên hoa quả này là bên em đang bán với cái giá là 70k. 70k cho 10 cái các nhá. Đấy, lên mã cho em là xiên hoa quả. 70k cho 10 cái này. Đấy, rất là tiện dụng như này. Đấy, một hộp này của nó là 10 cái này. Rất chất lượng luôn. Hàng của thương hiệu Winling, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn như này các nhá. Đó. Rất là dày dẫn chắc chắn như này. Con này buổi ban gọi là các bác dùng để ăn hoa quả thứ rất là ok các nhá. Đó, nó sạch sẽ. Đấy. Một hộp này của nó là 10 cái, lên cho em là xiên hoa quả 70k. 70k cái xiên hoa quả này các nhá. Lên cho em là xiên hoa quả 70k. Đó. Tiếp theo thì bên em còn một ít cái sạc rút đây các bác này. Qua lên cho em là sạc rút các bác nhá. Đó, sạc rút như này. Ba đầu. Lên cho em là sạc rút các nhá. Sạc rút ba đầu. Đó. Lên mã cho em là sạc rút. Con sạc rút này thì bên em đang bán là 90.000. Hôm nay bên em sẽ thanh lý cho bác với cái giá là 60k. Lên cho em là sạc rút coi nhá. Đó, sạc rút. Sạc rút của Nhật coi nhá. Đó. Thanh lý thạc sạc rút đây. Made in Japan này các bác này. Đó, đây. Made in Japan này. Rất chất lượng luôn. Thanh lý luôn cho các bác với cái giá là 60k con này các bác nhá. Đây, made in Japan con này. Đó. Thanh lý luôn 60k các bác nhá. 60k một con sạc rút này thôi. Có lên cho em là sạc rút 60k con này các bác nhá. 60k con sạc rút này. Vẫn mà chắc chắn luôn. Vải của nó là vải bố quân đội các bác này. Hàng của Nhật đây. Toàn chữ lằng ngoằng hết này này. Zora các bác này. Hàng có thương hiệu rất chất lượng luôn. Đó, con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác với giá là 220.000 bao ship. Bác nào mà lấy từ 2 cái trở lên bên em sẽ tính 200. Đấy, 2 cái thì không cần cọc và từ 3 cái trở lên là các bác phải chuyển cọc các bác nhá. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, em sẽ test thử sản phẩm cho bác xem luôn.
Đấy, đây là mẫu của bên em ngồi các bác nhá. Đó, rất thoải mái luôn. 52 cân. Rồi, dựa đi, dựa thoải mái đi. Đấy, rung rinh đi, thoải mái luôn. Đó, thoải mái luôn. Sắp lên sẽ được chắc chắn luôn, cho chân lên luôn, cho chân lên luôn, rung rinh. Đấy, thoải mái luôn, cho hẳn chân lên ghế luôn. Đấy, thoải mái luôn các bác nhá. Đó, rất là ngon lành luôn, em rung rinh đi. Rung rinh thoải mái luôn. Đấy, dựa thoải mái luôn. Đấy, thoải mái. Đấy, rất là ngon lành luôn, ngồi chắc chắn, dựa cũng rất thoải mái các bác nhá. Đấy, ngon lành, dựa thẳng nhá, dựa thẳng, thẳng chân dựa thẳng nhá. Đấy, rất thoải mái luôn các bác nhá. Bạn này là 52 cân. Đấy, rất ngon lành luôn. Ok các bác nhá. Đó. Rất là dày dẫn chắc chắn luôn các bác nhá. Rất dày dẫn chắc chắn luôn. Kể cả em 65 70 cân em đứng lên em nhảy cũng ok. Đây 70 cân nhá. Đây, 70 cân này. Đây các bác này. Đấy. Các bác xem chưa? 65 70 cân nhá, đứng lên nhảy nhá. Dùng dinh nhá, múa văn nghệ cho các bác xem nhá. Đó, ok luôn các bác ạ. Đó, rất ok luôn. Các bác lên cho em là ghế câu 220.000. Bác nào lấy từ 2 cái trở lên thì bên em tính 200 và lấy từ 3 cái trở lên thì phải cọc. Còn 2 cái thì thôi bên em bán giao lưu, không phải cọc, còn 3 cái trở lên phải cọc các nhá. Hàng cồng kềnh trên ship mất nhiều. Các bác cảm thông cho bên em. Sản phẩm đây cái số hotline của em đây, quay từ nãy giờ giờ mới cho cái biển vào, các bác là hỏi số điện thoại đâu. Đấy, các bác lên cho em là găng tay bông các bác nhá. 50k một đôi găng tay như này. Ở bên trong nó có bông luôn. Ở bên trong nó có bông luôn, các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, lên đã giúp cho em là găng tay bông. Cái này thì nó có mấy màu linh tinh mà bên em sẽ gửi ngẫu nhiên thôi. Đấy, gửi ngẫu nhiên các bác nhá. Đó, thi thoảng em pha trò nói ngược cho nó vui các bác nhá. Đấy, các bác cũng thông cảm. Nhiều khi các bác có tuổi rồi lại bảo thằng này nó nói sắc sược thì nó mất hay đi. Đấy, đây các bác nhá. Đấy, cỡ của nó là free size luôn. Đấy, tay nào cũng đeo được tại vì ở bên trong nó có bông. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 50cm các bác nhá. Tay em là tay đàn ông, rất là to nhưng mà đeo cũng rất thoải mái luôn. Đây em sẽ test thử cho bác xem. Con này thì đặc biệt ở miền Bắc thì các bác rửa bát rửa đũa rất là ok. Miền Nam thì cũng ok thôi, tại vì là các bác cứ rửa đeo vào như này nó không bị bẩn, không bị mỡ màng các nhá. Đó. Con này thì nó có một cái lớp bông bên trong các nhá. Nó gọi là lớp nỉ bên trong. Lớp nỉ lớp bông bên trong. Đấy, các bác đeo vào rất là mút luôn. Đây, nó lên cao hẳn như này các bác đây. Các bác rửa nước, rửa nôi thoải mái luôn, làm gà, làm vịt. Đặc biệt là miền Bắc rồi, mùa đông nó rất là lạnh các nhá. Và cái này thì nó rất là ôm tay nhá, ôm tay, các bác có thể cả vặt được cả lông gà luôn, nó ôm tay lắm các bác, dùng nó rất là tiện. Bên trong thì nó là một cái lớp bông nỉ như này, đây em lộn cho bác xem này, đấy nó là một cái lớp bông nỉ như này, rất đẹp các bác nhá. Nó máy từ bên trong bên ngoài đều là dày dẫn sắc nét hết các bác nhá, rất chất lượng luôn. Đó, các bác lên cho em là găng tay bông, một đôi này bên shop đang gửi tới các bác với cái giá là đi 50k thôi, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là găng tay bông các bác nhá, găng tay bông 50k một đôi này. Đó, hàng của Nhật siêu chất lượng luôn. Đó, thì con này về các bác sử dụng trong cái công việc hàng ngày của mình, ví dụ như là dọn dẹp vệ sinh, rồi làm nhà bếp, rồi nói chung là cái gì cũng được, các bác làm cái gì cũng được, nó rất là tiện như vậy. Nên mã giúp cho em là găng tay bông nhá, găng tay bông 50k thôi, giá rất hợp lý nhá, giá rất hợp lý. Đó, bây giờ bình thường các bác mua một đôi găng tay thường của Việt Nam mình cũng đã phải 30.000 rồi, 25-30.000 rồi, mà đây là một đôi găng tay bông thôi nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là cái nến thơm. Đó thì hôm nay bên em về cái lô này là hàng rời. Đấy, nến thơm của Nhật các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là nến thơm của Nhật. Em về cái hàng rời này thì các bác dùng nó tiện hơn. Đấy, cái hàng kia thì các bác cứ phải mua đến 4 lọ, nhưng mà cái hàng này thì chỉ về là theo lọ rời như này thôi. 40.000 một lọ các bác nhá, nó cũng bằng cái kia thôi. Tức là các bác lấy từ 4 lọ là 160.000 thì bên em sẽ bao ship. Đấy, 4 lọ là bao ship. Đấy, thì các bác lấy 4 lọ thì lấy. Mỗi màu này một mùi hương khác nhau. Đấy, thì các bác có thể lấy là 4 màu 4 mùi hương, hoặc là các bác lấy 1 2 màu tùy theo các bác, hoặc là bên em sẽ gửi ngẫu nhiên các bác nhá, gửi ngẫu nhiên cũng được. Cái này thì nó thơm lắm, thơm rất là thơm luôn các bác nhá. Đấy. Nói chung là thơm lắm. Về các bác chỉ cần mở ra là nó đã thơm rồi chứ chưa cần đốt đâu. Đốt lên thì nó còn thơm nữa. Đấy. Các bác lên cho em là nến thơm. Nến thơm này thì bên shop đang gửi tới các bác với giá là 40k cái nến thơm này các bác nhá. 40k một lọ. Đó. Lấy từ 4 lọ trở lên bên em bao ship. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cái lô là sạc nhanh iPhone cũng nhá, sạc nhanh iPhone. Sạc này thì nó là của iPhone 13 Pro Max, hàng tồn kho. iPhone 13 Pro Max, nó là dòng sạc nhanh cũng nhá, sạc nhanh. Con này công suất của nó là 20W. Sạc nhanh thì phải từ 20 đến 25W trở lên. Chứ còn 10 15W là sạc nhanh là không nhanh ở đâu các bác nhá. Đó, đây. Hàng của hãng rất chất lượng luôn các bác nhá. Đó, 13 Pro Max, iPhone 13 Pro Max. Con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác với giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Đấy, 150k bao ship con sạc nhanh iPhone này, bao gồm là một đốc sạc đây, một đốc sạc và một dây các bác nhá. Hàng của hãng nguyên khâu đóng gói thôi cũng đã toát mồ hôi rồi các bác nhá. Đấy, rất chuẩn chỉ và chất lượng luôn, đóng gói. Đây, iPhone 13 Pro Max này. Đấy. California đây. Đây, California này.
rất chất luôn các bác nhá. Đó, con này thì đây California này các bác này. Đó, con này thì bên shop đang gửi tới các bác với giá là 150k cho một cái sạc nhanh iPhone này. Các bác lên xem là sạc nhanh iPhone 150k các bác nhá. Đó, 150k. Đây, Apple đây các bác này. Đó, quả táo đây các bác này, rất chất lượng luôn. Đó, rất chất lượng luôn các bác nhá. Đấy. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác một cái con sạc nhanh như này. Dây sạc nhanh iPhone như này. Giá là 150.000 bao ship các nhá, 150.000 bao ship. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó gọi là cân tiểu ly các nhá. Các bác lên mã giúp cho em là cân tiểu ly. Con cân tiểu ly này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 120k một con cân tiểu ly như này. Đấy, các bác nhận được hàng là hàng trong hộp như này các nhá. Hàng này cũng là thuộc dạng là hàng thanh lý chưa qua sử dụng các nhá, chưa qua sử dụng rất chất lượng luôn. Pin thì các bác lắp cho em cái pin đây. Đấy, lắp cho em cái pin tiểu như này. Đấy, pin tiểu như này. Đấy. Các bác lắp cho em cái pin tiểu như này. Đấy. Sau đó thì các bác bật nguồn lên cho em. Cái này nó tự tắt nguồn thôi. Có nhá. Đấy. Nó các bác để cho em cái chế độ gam này là ok. Màn hình điện tử rất sắc nét. Đấy. Giờ em sẽ cân cho bác xem cái bàn chải vàng này. Đấy. Cái bàn chải vàng này thì của nó là 13,2 gram. Đấy, tức là 1 lạng 3 có nhá. 1 lạng 3, 13,2 gram mà. Đó. Tiếp theo thì em cân cho bác luôn cái hộp cân này. Đấy, con hộp cân này là 21,9 gram, tức là 2 lạng 1 các bác nhá. Đó, cân điện tử các bác nhá. Đấy, cân điện tử đây, rất chất lượng luôn. Đó, rất chất lượng luôn. Con này thì cân tối đa của nó chỉ được 5 cân thôi các bác nhá. Dòng này là dòng gọi là tiểu ly, các bác cân những cái nhỏ là rất là chính xác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop em tiếp tục về cái sản phẩm đó là cái đèn kim các bác nhá, cái đèn kim đây. Đấy, con này thì các bác tháo ra này, sau đó thì các bác cắm vào đây. Cắm vào, các bác cắm vào đây cho em. Đấy. Các bác cắm vào đây và các bác cho 3 quả pin con thỏ này vào này. Đấy. Cắm vào đây, cho 3 quả pin con thỏ này vào. Đó, cho 3 quả pin con thỏ vào đây. Đấy là ok, 3 quả pin con thỏ to nhá. Đấy, các bác dùng được rất lâu đây, nó có công tắc này. Đấy, cái này nó là thuộc cái dạng là nó có cái đèn xong là cái ánh sáng của nó hấp thụ lên, nó đẩy lên cái đầu kim này. Đấy, nó đẩy lên cái đầu kim này, rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Các bác lên mã giúp cho em là đèn kim các nhá. Con đèn kim này thì bên shop đang gửi tới các bác với cái giá là đi 100.000 các bác nhá, 100.000 để em lấy pin em lắp cho bác xem, tí em quay lại. Tiếp theo đó là bên shop em tiếp tục về cái lô bàn chải vàng các bác nhá. Bàn chải vàng một hộp này của nó là đi 8 cái các bác nhá. Con này nó là hàng đa di năng, vừa nạo vừa cạo vừa đánh răng được luôn. Đấy, nạo cạo đánh răng các bác nhá. Đó. Đây, cái này để cạo này, cái này để nạo này. Đấy, bên này thì đánh răng các bác nhá. Bên này cũng có cái lớp bi này để các bác có thể trà vệ sinh này. Đó, đánh này. Bên này thì mai này, bên này thì cạo này. Đấy, rất đa di năng luôn. Hộp này của nó là tới bát chiếc các bác nhá, bát chiếc. Đó. Thì bát tức là 8 đấy, hộp là 8 chiếc các bác ạ. Đó. Bên shop em đang gửi tới các bác một hộp mà bát chiếc như này. Giá của nó là 110.000 bao ship với tận nhà cho các bác luôn. Các bác lên cho em là bàn chải vàng 110k bao ship luôn nhá. Đây. Lên mã giúp cho em là bàn chải vàng 110k bao ship, mấy một hộp 8 cái lên cho em là bàn chải vàng các nhá. Đó, bàn chải vàng. Đấy, bàn chải vàng 110k bao ship các bác nhá. Đó, 110k bao ship. Đây thì đây cái đèn đây em sẽ lắp vào cho các bác xem này. Pin con thỏ đây các bác nhá. Các bác cho em 3 quả pin con thỏ loại nhỡ chứ không phải loại to khủng bố. Không phải loại bé đâu các bác nhá. Đây. Đấy thì các bác ấn vào như này này, lắp đúng chiều cho em. Đấy, dòng này thì nó sử dụng pin con thỏ nhưng mà nó được rất là lâu các bác nhá. Đó, rất là lâu luôn cho nên các bác thoải mái sử dụng. Đây, bật cho em cái công tắc đằng sau lên. Đó, thấy không? Các bác thấy không? Đây, em sẽ để dưới đất cho các bác xem này. Đấy. Con này thì của nó là 16 triệu màu các bác nhá, 16 triệu màu. Nhiều màu rất là đẹp luôn. Đấy, các bác thấy không? Đấy, đây em đang bật cái quạt cho nên là nó không ấy, chứ còn bình thường nó xòe ra này nó rất là đẹp luôn. Và các bác để thời gian lâu thì nó mệt, nó mỏi là nó sẽ xòe ra. Đây nó còn đang đứng thẳng. Là nó xòe đều ra hai bên này nó rất là đẹp luôn. Đó, xòe đều ra hai bên này rất là đẹp luôn. Đấy. Tháo ra lắp vào đơn giản ở đây nó có một cái con đèn LED thôi và nó thay đổi màu sắc các bác nhá, thay đổi màu sắc. Cái này các bác để co trang trí cho cái căn phòng nhà mình hoặc là không gian nhà mình thì rất là đẹp luôn. Vui thì bật, buồn thì bật, mà không vui không buồn các bác cũng bật cho em nhá. Vâng, tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là máy sấy tóc các nhá. Con này thì bên shop đang bán với cái giá là 200. Đấy, sale giảm giá cho các bác còn 180k. Đây, hàng chất lượng Nhật Bản luôn các bác nhá. Đó, chất lượng Nhật Bản luôn, rất chất luôn. Con này thì công suất của nó là 3500W các bác nhá. 3500W này. 3500W này. Chạy cực mạnh luôn. Gió thổi rất mạnh luôn. Để em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem nhá. Đó, đây. Đây các bác nhá. Đó. Và có hai công tắc như này các bác. Đấy, gió thổi rất mạnh luôn các bác này. Đó. Đấy các bác xem. Đấy, thổi một tí cái là sun chiếu bóng vào luôn các bác nhá. Đó. Đấy, sun chiếu bóng vào luôn. Gió thổi rất là mạnh luôn. Đó. Và nó có cả đèn luôn các bác nhá. Có cả đèn luôn. Đấy, gió thổi rất mạnh. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác với cái giá là đi
180k các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo để xuất ngày. Sản phẩm tiếp theo cho ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái bình trà các bác nhá. Đó, à xin lỗi các bác là ấm pha trà. Cái này các bác lên cho em là ấm pha trà. Bên em sẽ về ngẫu nhiên màu thôi, thì về màu nào các bác lấy màu đấy thôi các bác nhá. Đó, nó về theo lô. Đấy, về màu nào lấy màu đấy. Hôm trước thì nó về cái màu cam đen. Màu cam đỏ đấy, màu đỏ đô. Đấy các bác lên cho em là bình pha chè các nhá. Đó, bình pha chè. Bình pha chè các nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác giá là 220k con bình pha chè này và bao ship cho bác luôn. Đó, 220. Dung tích của nó là 1 lít các bác nhá. 1 lít. 1 lít một con bình này. Đó, hàng rất khủng luôn. Đây các bác nhá. Dày rất chắc chắn inox 304 hai lớp nhá. Tất cả cái vỏ này của nó là hợp kim hết nhá. Hợp kim hết, chỉ có cái phần quai này với là bằng nhựa thôi. Còn cái vỏ này là bằng hợp kim. Đấy, bằng inox 2 lớp. Bên ngoài thì sơn tĩnh điện, còn bên trong thì là phần inox nhá. Inox bên trong của nó là inox 316 các này. Inox 316 các bác nhá. Đó, đây. Đây là cái lưới lọc của nó đây. Lưới lọc của nó thì rất là mịn. Các bác dùng thì không sợ nó bị lọt các cái phần trà phần ấy ra ngoài các bác nhá. Đây, rất chất lượng luôn. Con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 220k bao ship. Đấy, nó thiết kế rất là tinh tế luôn, để các bác để dưới bàn kính này, nó có cái lớp mút này. Nó không bị trơn trượt và không bị tạo tiếng kêu các bác nhá, rất chất lượng luôn. Đó, tất cả cái này của nó là bằng inox hết các bác nhá. Vỏ này cũng bằng inox, rất chất lượng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop em tiếp tục về cái lô bài vàng các bác này. Các bác lên cho em là bài vàng. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 60k một bộ bài vàng này. Các bác lên cho em là bài vàng, 60k một bộ các bác nhá. Tất cả cái này của nó đều là bằng nhựa hết các bác nhá. Bằng nhựa rất chất lượng luôn. Đó, rất đẹp các bác này. Đấy. Đây các bác nhá, JQK S12 rất đẹp luôn. Đó, bằng nhựa các bác nhá. Bằng nhựa chống nước luôn. Đấy, gấp ghiếc thoải mái luôn các bác này, gấp cong thoải mái luôn. Đấy, không lo các bác nhá. Đấy, gấp cong thoải mái luôn. Đấy, bằng nhựa chống nước. Các bác có thể mua để siêu tầm, để chơi, để tặng cho con cháu nhà mình. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, tặng cho các bạn trẻ con được, các bạn ấy chơi với nhau. Rất là đẹp các bác nhá. Đó, thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 60k. Lên mã giúp cho em là bài vàng các bác nhá. Bài vàng. Đó, 60k. Đó, 60k bộ bài vàng này. 60k bộ bài vàng. Tiếp theo đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đèn dầu pin các bác nhá. Đó. Đấy, thì cái tên gọi nó đã đi liền với sản phẩm rồi. Đèn này là theo kiểu là đèn dầu nhưng mà chạy bằng pin, cho nên là bên em gọi là đèn dầu pin. Đấy, nó sử dụng cái pin cúc áo các bác này. Pin cúc áo này thì các bác ra hiệu sách mua cho em 2.000 một chiếc, 2.000 một viên các bác nhá. 2.000 một viên thôi. Đấy, 5.000 ba viên các bác nhá. Đó, đây. Pin cúc áo này, rất chất lượng luôn. Đấy thì thực ra thì cái này nó chỉ có một cái mắt led con thôi, cho nên các bác dùng thoải mái luôn. Còn lâu mới hết pin các bác nhá. Đó, mà hết pin thì ra hiệu sách là có luôn. Đấy, cứ bảo ra hiệu sách bán cho tôi cái pin cúc áo là được. Đấy, lên cho em là đèn dầu pin 60k các bác nhá. Đó, đèn dầu pin. Đấy, đèn dầu pin 60k. Đấy, đèn dầu pin 60k các bác nhá. Đó, đèn dầu pin 60k, rất chất lượng luôn. Công tắc đóng ngắt ở đây. Các bác nhà có công có việc lễ Tết dỗ chạp thì mình bật lên. Đấy, nó nháy đúng như cái đèn dầu này luôn. Và ưu điểm của nó rất là an toàn. Cái này bằng nhựa hết, sơn giả đồng nhá. Đấy, sơn giả đồng rất là đẹp luôn. Đấy, trang nhã đẹp lịch sự. Và thứ hai là chống cháy nổ rất là tốt. Đấy, chống cháy nổ, ưu điểm là chống cháy nổ các bác nhá. Rất tốt, rất an toàn luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đèn ba bóng các nhá. Các bác lên xem là đèn ba bóng 150k bao ship con đèn đeo đầu ba bóng này. Con này thì hàng rất là chất lượng rồi. Đó, đây. Thì sản phẩm của nó như này này. Trong hộp này bao gồm là một đèn này. Và các bác được tặng kèm thêm 2 pin nữa nhá, 2 pin nữa. Và có cả dây sạc luôn. Đấy, có cả dây sạc luôn cho nó rất là tiện. Đấy. Có cả đèn, có cả dây sạc, cả pin luôn, về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Hàng chất cho nên là nó khác hẳn luôn nhá. 150k một con đèn này. Đấy, bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Đấy, đèn nó có 3 bóng như này. Về các bác pin thì các bác sạc thì các bác cắm vào cái đốc sạc này cho em. Đây cái đốc sạc của nó này. Đấy, lỗ sạc đây. Cắm sạc trực tiếp này luôn. Đó, rất chất lượng. Đeo vào đầu thì cực kỳ là ngon. Đây, em sẽ đeo và test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đây em đeo cho các bác xem này. Đeo vào đầu nhá. Đeo rất gọn luôn này. Đeo con đèn lên là khẳng định được đẳng cấp luôn. Hàng của hãng rất chất lượng luôn. Đấy. Công tắc của nó thì ở bên hông này, bật lên này. Đấy, một bóng này. Đấy, ba bóng này, rất sáng luôn các bác nhá. Rồi, em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn các bác nhá. Xem cho nó chân thực. Đây, em sẽ tắt điện tối đi này. Đấy. Tắt điện tối này, sau đó thì em bắt đầu em bật lên này. Bật đèn lên này các bác này. Đó, đây là một bóng này. Đây là hai bóng này. Và đây là ba bóng quá này. Đấy, pha của nó rất sáng rất rọi luôn các bác nhá. Đấy, các bác quan sát chưa? Đấy, pha của nó rất là sáng rất là rọi luôn, rọi cực kỳ xa luôn. Đó, một con đèo đao đầu này, rọi rất xa luôn và rất sáng luôn. Con này các bác dùng để đi soi, đi đánh bắt hoặc là dùng ở gia đình mưa bão rất là thoải mái luôn. Đó. Con này bên shop đang trân trọng gửi tới các bác với cái giá là đi. Đây các bác quan sát này. Đó, đây các bác nhá. Đấy. Thì em sẽ bật lên cho các bác xem này. Đó, đây. Đây các bác nhá. Đó. Đây nhá. Đó đây. Đấy. Đây, đây là đang tắt đi này. Đấy, chế độ một bóng này. Đấy. Chế độ hai bóng bên hông này và chế độ ba bóng này. Nói chung rất sáng luôn các bác nhá. Con này thì rất tuyệt vời luôn, rất sáng.
khoác lên cho em là đèn đèn đeo đầu ba bóng quá nhá. Đấy, thì chỉ cần mà lên mã cho em là đèn ba bóng là được rồi. Con đèn ba bóng này bên shop đang trân trọng gửi tới các bác với cái giá là 150k, bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Đấy, con này thì bên em bán rất là nhiều, được hàng gần như là không có lỗi lầm gì cả. Đấy, các bác dùng rất là ngon, nhà em đang dùng rất ngon luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là đèn ba bóng. Đây, lên cho em là đèn ba bóng, con này bên shop đang gửi tới các bác với giá là 150k, con đèn ba bóng này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop em tiếp tục về cái lô gen co nhiệt của nhá. Con này là hàng co nhiệt chứ không phải hàng chịu nhiệt. Đấy, co nhiệt tức là khi các bác đốt ấy là nó sẽ sun vào, các bác đấu vào những cái dây điện dây điếc ấy, hoặc là đấu vào các cái thiết bị mình cần sử dụng, cần che điện thì mình đấu vào. Đấy các bác nhá, đó thì là nó sẽ co vào, coi như là con này các bác dùng thay cái băng dính điện, thay băng dính điện. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác với cái giá là đi 70.000 các bác nhá, 100.000 thanh lý cho bác, còn 70.000. Đấy, bao gồm các cái đầu như này của nó là 328 đầu, 328 đầu như này các bác nhá, 328 đầu như này, rất là tiện dụng cho bác sử dụng này. Đó, các bác lên cho em là gen co nhiệt 100k giảm giá cho bác, còn đi 70k các bác nhá. Đó, lên cho em là gen co nhiệt các bác nhá, gen co nhiệt này. Đó, 70k giá siêu rẻ luôn cho bác luôn, 70k con gen co nhiệt này. Đó, rồi sản phẩm thì còn rất nhiều nhưng em xin dừng video tại đây, xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới quý các bác anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cũng như là mua mặt hàng bên em. Chúc các bác luôn có sức khỏe, thành công trên bước đường học tập như công tác của mình. Chúc gia đình các bác luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chân